Lời Đức Chúa Trời hàng ngày. Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời. Và Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu biểu hiện của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ đưa ra công tác mà Ngài định làm. Và bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ bày tỏ Ngài là gì và sẽ đem đến lẽ thật cho con người, ban sự sống cho con người và chỉ lối cho con người. Xác thịt không có thực chất của Đức Chúa Trời thì dứt khoát không phải là Đức Chúa Trời nhập thể. Điều này không có gì phải nghi ngờ. Nếu con người định tìm hiểu xem đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, thì họ phải chứng thực điều này từ tâm tính Ngài bày tỏ và những lời Ngài phán ra. Nghĩa là, để chứng thực đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, và đó có phải là con đường thật hay không, thì người ta phải phân biệt dựa trên thực chất của Ngài. Và vì thế, để xác định đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, điều cốt yếu nằm ở thực chất của Ngài, chứ không phải là hình dáng bên ngoài. Nếu con người chỉ soi hình dáng bên ngoài của Ngài, và vì thế mà bỏ qua thực chất của Ngài, thì điều này chứng tỏ con người thật tối tăm và dốt nát. Hình dáng bên ngoài không thể quyết định thực chất. Hơn nữa, công tác của Đức Chúa Trời chẳng bao giờ có thể phù hợp với những quan niệm của con người. Chẳng phải bề ngoài của Giê-xu trái ngược với những quan niệm của con người sao? Chẳng phải diện mạo và trang phục của Ngài chẳng thể cung cấp manh mối nào về thân phận thật sự của Ngài sao? Chẳng phải những người Pharisee đầu tiên đã chống đối Giê-xu chính vì họ chỉ nhìn vào hình dáng bên ngoài của Ngài và không tiếp nhận đến những lời từ miệng Ngài sao? Hy vọng của ta chính là mỗi một anh chị em, những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, sẽ không lặp lại bi kịch lịch sử. Các người không được trở thành những người Pharisee của thời hiện đại và đóng đinh Đức Chúa Trời lên thập tự giá một lần nữa. Các người nên suy xét cẩn thận cách đón tiếp sự trở lại của Đức Chúa Trời. Và các người nên có tư tưởng rõ ràng về việc làm thế nào để trở thành người quy phục lẽ thật. Đây là trách nhiệm của tất cả những ai đang chờ đợi Giê-xu tái lâm trên đám mây. Chúng ta nên dụi cặp mắt tâm linh của mình cho sáng ra và đừng trở nên xa lầy trong những lời hoang tưởng cường điệu. Chúng ta nên suy nghĩ về công tác thực tế của Đức Chúa Trời và nhìn vào khía cạnh thực tế của Đức Chúa Trời. Đừng bị cuốn theo hay đánh mất chính mình trong những mơ tưởng hão huyền, mãi ngóng chờ ngày Đức Chúa Giê-xu cưỡi mây đột nhiên giáng xuống giữa các ngươi và mang các ngươi đi. Những người chưa bao giờ biết đến hay nhìn thấy Ngài và những người không biết làm thế nào để thực hiện ý muốn của Ngài. Tốt hơn là hãy suy nghĩ về những vấn đề thiết thực hơn. Nhập thế của Đức Chúa Trời sẽ có thực chất và biểu hiện của Ngài. Khi trở nên xác thịt, Ngài sẽ đưa ra công tác Ngài phải làm, bày tỏ Ngài là gì, mang lẽ thật đến con người, ban sự sống và chỉ lối cho họ. Thịt nào không có thực chất của Đức Chúa Trời thì chắc chắn không phải Đức Chúa Trời nhập thế. Hãy xác nhận xác thịt con đường thật của Ngài bằng tâm tính, lời và công tác của Ngài. Hãy tập trung vào thực chất chứ không phải vẻ ngoài của Ngài. Thật là ngu ngốc và ngây thơ khi tập trung vào hình dáng bên ngoài của Đức Chúa Trời. Dáng vẻ bên ngoài không quyết định thực chất bên trong công tác của Ngài.
phải vẻ ngoài của Giê-xu khác với những gì mà con người mong đợi sao? Chẳng phải diện mạo trang phục đã che giấu thân phận của Ngài sao? Chẳng phải đó là lý do chị em tìm kiếm sự xuất hiện của Ngài sẽ không lặp lại lịch sử. Đừng giống như người Pharisee đóng đinh Ngài lên thập giá lần nữa, nên hãy suy xét thật cẩn thận cách người sẽ đón tiếp Ngài trở lại. Hãy có tư tưởng rõ ràng về cách ngươi quy phục lẽ thật. Đây là bổn phận của tất cả những ai đang đợi Giê-xu.